đang cua mình không thấy đâu hả bạn? Con đầu tiên con rất con bán kia nó bay vào trong rồi. Ủa con kia nó dưới ở đó dưới nước rất con nha anh em. À, con đầu tiên nha anh em nha. Ôi giời ơi. Con đầu tiên gần chưa mẻ. Tiếp tục anh em. Tony này thiệt phá không. Mới bay luôn hả? Ghê hả? Nghe nổ cái bắp luôn. Mất luôn hả? Ơ con này con bình bịt khóc. Anh bảo anh không phải ấy đâu. Nó bay từ bên kia sang rồi. Ừ nó cắm đầu xuống cái nó cổng luôn nó đưa chân lên trời. Ê điệp điệp cốc anh em đang đứng nó bay về con ngay cổ này nha. Tony nó cho cái đi đi tông luôn. Rồi tiếp tục anh em nha. Rồi có không bạn Nhất mới hạ trời ngay táo luôn à. Mới hạ ông Phướng anh em. Đâu? Quá dữ. Qua đây nghỉ chút xíu anh em. Vừa hạ cái con điệp điệp cốc xong rồi bắt Nhất thế này. Rồi túc xong con Phướng này nó bay ra. Rồi thì nó bay ở trong rừng này ra này. Bên cái cổng. Mới lại cho bạn đủ đủ. À con Phướng rồi. Thì giờ nó khoảng độ tầm 8 giờ mấy thôi. Mới ngon ngồi nghỉ ở đây một chút xíu. Hôm nay mình xài cái cây hắc báo. Con gì hả? Cu hả? Chết chưa? Rồi chết rồi. Chết chưa? Đó đường đi, đó đó. Đây này, chưa chết đâu. Đâu có nằm ngoài chết rồi mà. Chưa đó, đây này. Chết rồi, chưa chết. Đó, nó còn nổi rồi. Thấy không? Nó sang bên này nè. Lùi chân em á, ngay chân em á. Ngay chân em á. À đây đây đây. Đây. Đang kiếm con sáo thì nãy thấy con bìm lòi con bìm biệp ra. Ê, hiệp mới hạ con sáo nha anh em để cánh bây giờ thôi tiếp tục đây nha anh em. Ủa trưa bữa nay nó nắng quá trời nắng luôn anh em ơi à. Nắng dã man luôn á. 12:05 rồi mà nó nắng anh em, nó nắng kinh hồn luôn, không biết chiều nó có mưa hay không, quá trời nắng. Sáng giờ ba anh em đi vòng vòng đây cũng được mấy con, nói chung là bìm bịp gặp cũng nhiều anh em, nhưng mà nó nhanh quá, cứ vừa thấy là nó lủi, vừa thấy nó lủi xuống gốc. Nên cũng khó ăn nữa lắm. Giờ nó nhát quá. Mệt. Đây. Mình đi hai bên đường nè. Một bên đây là Bảo Đi. Còn mé bên kia là Tony với Bắc Nhật. Đi hai bên hai hướng vậy đó. Nó bay qua bay lại còn canh nó được. Rồi tiếp tục anh em nha. Mày dạ. Rồi lên cầu. Ui kêu mày. Này. Rớt hoài luôn kìa.
cho béo nha anh em. Rồi, tiếp tục anh em nha. Một ngày cổ. Nó đi ở đường hay đi ở sông đó? Đi sông, à. Bắn muối. Thì nó sắp đi bắn muối rồi đó. Đây nha anh em. Chưa rồi đó. Anh em ngồi nghỉ xíu làm cái bánh nha. Mời anh em nhé. Nắng quá, mệt quá anh em ơi. Vừa khát mà vừa đói nữa. Trời đang đói mà nghe rau muối hôn hết muốn ăn. Nghe thấy mặn trong lòng quá. Nè bác Nhị đang dí con xe xẻ. Bác Nhất à, chèo bẻo quá bác Nhất. Đó đó con nữa đó, đó. Đây bác Nhất hạ con nè anh em. Ba con lận. Tiếp tục anh em nha. Quá wow, ghê thiệt. Tony mới hạ thêm con nữa nha anh em. Còn con nữa làm nốt luôn. Vô ổ rồi. Này Tony hạ, mới hạ con chịu béo nữa. À, tiếp tục anh em nha. Ủa đâu? Có. Ây da. Ây da. Ây da. Đây nè. Có rồi. Cò xanh nha anh em. Má ơi. Cò. Cò xanh. Té anh cũng chết. Tony hạ cò xanh anh em nha. To lắm. Ngay cổ à. Không, nó còn sống. Ngay cổ à, sống lắm. Không, còn. Mập không em? May quá, hiền quá nè. Ừ. Cái đi một hướng này, mình đi hướng kia. Ông mì em thấy mình bịp không? Thấy, vừa thấy được rồi xong mới mi. Giờ nó rút xuống cái chỗ đám cỏ này rồi. Nó bơi đẳng á. Rồi dõi đi em. Rồi tiếp tục anh em.
gớt, gớt viên này, dính viên anh em ơi, con mềm điệp viên này. Hai viên. Hai viên. Ê nó ai à. Nó bay rồi. Ôi. Rất con này anh em ơi. Ôi ôi bay luôn rồi. Bay hả mày? Cú cơm. Con cú cơm nha anh em. Quá to luôn. Cơm cơm. Tiếp tục anh em nha, quá đã luôn, ngồi hai con luôn. Ây da, kiến vàng cắn à. Cú cơm nha anh em. Đây bên Tony đó, bắn qua mình bên đây mình lụm ngay cổ nha. Rồi tiếp tục anh em ơi.